Đây, kênh hết giờ chân lâu rồi nhưng mà lượng subscribe của mình nó hơi bị thấp các bạn ơi. Nếu bạn nào mà có coi video này cảm thấy video này thích hợp với mình đó thì hãy bấm like video với lại subscribe kênh để theo dõi các video tiếp của mình nha. Quá là giấc này chuẩn bị. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái level số 8 nha. Vẫn là tiếp tục cái level cái vậy thôi. Hôm nay cho tới cái màn gì có sự xuất hiện của ông chú có gâu nè, cả bãi biển nó có cái bảng cấm cái gì kìa. Wow, có con zombie gồng màu hồng các bạn ơi, khá là nguy hiểm nha. Thì hôm nay những cái cây của mình xuất hiện nó sẽ chạy tự động nha các bạn, nhưng mà thường mấy cây này lạ quá không biết công dụng nó như thế nào, nhưng mà nhìn nó giống trái bulim nữa, bulim đó. Thử một trái coi. Đúng rồi các bạn ơi, đây là trái bulim nha. Đó, ra cho mình quăng cho mấy con zombie nè. Có một cái trái bulim này lợi hại hơn nè, thấy chưa, nhìn là biết nó lợi hại rồi. Cái trái đó nó lăn tốc độ mạnh hơn mấy con, mấy trái kia thì phải, cái trái mà có khối nè. Hôm nay là trò chơi quăng bulim nha các bạn, quá là khí thế luôn. Yeah, nước nước biển nó cạn rồi, cái zombie nó bò lên trên bờ hơi bị nhiều đó. Tranh thủ quăng cho mấy con zombie nó bị đai rồi, đặng mình sẽ qua màn nha. Cái màn này nó hơi lạ hơn mỗi cái màn trước nha các bạn. Ở màn này thì nó không có ra cây mà nó ra mấy trái bu lươn cho mình chơi nè, cho mình quăng mấy con zombie nè. Có một cái con zombie màu hồng mà nhìn nó cũng dữ lắm nè, không biết một hơi nó xuất hiện như thế nào đây. Thì để coi nó xuất hiện như thế nào thì mời các bạn xem đến hết video nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Còn nếu bạn nào mà đang xem video này mà chưa có subscribe kênh của mình đó thì mình hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Nếu mà mình thích cái video chơi game như thế này, còn mình nếu lỡ bạn nào không thích thì có thể bỏ qua giùm mình nha. Đừng có quan chấm biển cho mình tội nghiệp nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hey, kênh hấp dẫn chơi cũng lâu rồi nhưng mà lượng subscribe của mình nó hơi bị thấp các bạn ơi. Nếu bạn nào mà có coi video này cảm thấy video này thích hợp với mình đó thì hãy bấm like video với lại subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp của mình nha. Quá giấc này zombie xuất hiện hơi bị đông rồi các bạn ơi. Nhưng mà mấy cái trái bulin nó ra hơi bị chậm đó, cho nên mình không có tiêu diệt nhanh được mấy con zombie, giờ phải từ từ mới được. Ok, zombie thợ lặn thì sợ nó chuẩn bị xuất hiện quá đông rồi. Một con zombie lên bờ nè, gãy cái đầu luôn. Hôm nay mình cũng quay video có một mình nha các bạn. Hôm nay không có bình luận viên Phúc, cũng không có bình luận viên Quy luôn. Hai bình luận viên của mình dạo này ít có xuất hiện trong video, do dạo này Phúc đi học rồi Vi thì ở nhà, cho nên mình tranh thủ nhất buổi trưa nè mình quay video cho các bạn xem nha. Đấy, để có hai bình luận viên vô quậy không vô quậy nhiều hơn quay. Quá kìa kìa, quá xuất hiện con zombie. Zombie này kiểu zombie gì đây? Quái vật hả? Zombie quái vật màu tím, màu hồng gì đây? Mình chỉ có việc nhân vô quăng vô con zombie này thôi chứ quăng mấy con kia hết giá trị rồi các bạn ơi. Bây giờ sẽ tập trung vô quăng vô con zombie màu hồng này nha. Không thôi mình sẽ chết đó. Không đủ đô rồi các bạn ơi. Ý da, cuối cùng đã gãy cái đầu con zombie. Zombie gồng màu hồng rồi, quá tuyệt vời, cứu hồn. Cứ ngỡ là nó sẽ đi tới mấy cái chiếc bombo của mình nữa chứ.
Nhưng mà mình đã chiến thắng rồi các bạn ơi. Chỉ còn một con zombie đội nón nữa thôi. Rồi mình sẽ qua cái bàn số 8 này nha. Ok. Như vậy là zombie đã bị gớt đầu rồi. Bàn số 8 là mình chính thức bước qua nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình ngày hôm nay nha. Nếu bạn nào chưa subscribe kênh đó thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp của mình nha. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.